Nói đầu tiên Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu trao quà của em gái Ngọc Lửa Hoa Kỳ, trao quà tận nhà vùng sâu vùng xa, huyện Phụng Hiệp, xã Tân Long. Thay mặt người nghèo cũng xin cảm ơn Ngọc Lửa đã hỗ trợ chương trình này. Chúc cho em và gia đình luôn hạnh phúc và bình an. Chúc cho em luôn trẻ và khỏe đẹp mãi. Dương Hậu hy vọng rằng được cộng tác với em đang giúp cho những gia đình kém may mắn ở vùng sâu. Đây là chuyện làm công đức. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Chị tên gì? Dạ, tôi Nguyễn Thư Thí, cảm ơn chương trình và trợ cho cháu món quà. Dạ. Cảm ơn. Thì thay mặt ngài một lần nữa xin trân trọng tấm lòng vàng của Ngọc Lửa hỗ trợ chương trình này. Thì Dương Hậu cũng xin mời quý vị hãy sang kênh YouTube Hậu Từ Thiện 7 xem hoạt động của hội từ thiện. Mong được các nhà mạnh thường quân hảo tâm ủng hộ cho từ thiện cũng như ủng hộ cho Dương Hậu.